Bây giờ là 10 độ C, đang là 10 độ C và bọn mình đi cắm trại. Các bạn ơi, cứ khi nào mà rét á, bọn mình lại đi lên rừng ngủ. Các bạn biết đúng gì rồi. Chưa? Đấy, 6 giờ tối, rất là rét. Lạnh quá, lạnh quá. Đấy, thấy chưa? Sắp xếp rét đến nơi rồi. Thôi, lên rừng ngủ cho ấm nhá. Đây, cho các bạn xem. Ui rồi, lạnh quá. Đường phố hôm nay nó mưa đến tận tối luôn, gần đến tối nó mới tạnh mưa. Bây giờ đang là cực kỳ rét và bọn mình quyết định là không ngủ chăn ấm đệm lên ở nhà nữa. Mình đi lên rừng, lên đường thôi. Và chúng ta sẽ đi cắm trại. Đây, hôm nay chúng ta sẽ có cả 5 người. Đông vui lắm. 4 người bọn mình sẽ đi cắm trại, lên rừng cắm trại. Đi thôi. Let's go. Đấy. Đi thôi cả nhà ơi. Đi thôi. Có trại chưa? Đến nơi rồi. Các bạn ơi, bọn mình đang đi vào trong rừng. Trong rừng để ngủ. Sáng mai lại về. Nghe hấp dẫn vậy. Đấy các bạn ơi, đi gặp phải kiếp nạn. Cành cây rơi giữa đường. Giờ ông Hòa với ông Tân đang phải cho nó vào gì à? Bọn mình đang đi và định vào cái trại nhưng mà ở đây người ta chặn mất cái đường rồi. Đây, chặn hai cọc đây, xe không vào được. Xe đây, cọc đây, không vào được. Cho nên bọn mình sẽ đi thám hiểm một tí xem cái đường vào như thế nào. Uầy, ở đây nghe rào rạc vãi. Nhiệt độ bây giờ đang 10 độ. Đây. Không, đây ghi 10 độ ấy. Nhưng mà cái cảm giác nó phải chắc chỉ tầm mấy độ thôi. Ở nhà ngủ đi chứ ngủ. Chăn ấm đệm êm. Chăn ấm đệm êm không thích. Đi hành xác. Đây, cho các bạn xem cái chỗ mà người ta chuẩn bị cho bọn mình. Trên kia. Đấy. Nhưng mà cái vấn đề là bọn mình có xe à. Xe thì không thể đi lên đấy được. Quay lại đã. Quay lại. 2000 years later. Sau một hồi đi tìm tòi các kiểu thì bọn mình đã kiếm được chỗ để cắm trại rồi. Nó hơi gần nhà một tí. À không, không phải gần nhà mà là gần nhà chủ. Hơi gần nhà chủ một tí nhưng mà không sao. Tại vì trên kia gần rừng rét quá, mới lại đường xa, xe không vào được. Nên là về đây. Đây cho các bạn xem. Quý. Thang thang rét như con chó luôn. Mình cứ nghĩ là nó cũng không rét đến mức như này. Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ bạn. Ở đây. Mất. Bây giờ bọn mình sẽ đứng ôm nhau ở đây. À, đến lúc chúng ta dựng trại xong. Dựng trại đây. Dựng trại đi. Trại đây. Chúng tôi sẽ ở đây ôm nhau. Đúng rồi. Các bạn biết người đẹp trai nhân giới đang làm gì không? Đang ôm người yêu. À, đang ôm vợ. Mình đang bung đèn nhé. Thêm cái ánh sáng vào. Không thể ngược đãi đôi mắt của mình được. Thôi được rồi. Tối tăm không nhìn thấy gì cả. Các bị mù à? À? Mà đứng ôm nhau. Ôm nhau gọn vào để cho chúng nó bung đèn. Đèn lên rồi. Đèn rồi. Người đẹp trai nhất thế giới đã lên đèn rồi. Đây, đây là cái trại của bọn mình. Bây giờ sẽ tự dựng. Tự dựng thì anh dựng đi, anh mắc mớ gì đấy em? Anh bảo là bọn mình tự dựng. Ghê đấy, mặt tết, mặt như là sắp Tết, bây giờ mình cắt bớt thưởng Tết cũng đỡ tiền. Cái này cứ để em làm hết được rồi. Mấy cái chuyện nhỏ ấy mà. Thế ai đẹp trai nhất thế giới? À, tất nhiên là sếp của em, anh rồi. Mọi người tin tưởng mình không? Tối nay chạy thì sợ bay xuống hầu lắm. Hai người có dựng được cái trại không? Giờ tôi với bạn Hà sẽ đi xiên thịt nhá. Mang hết thịt ra chưa? Thịt. Mang hết rồi. Uầy, ba con người đen xì. Có mỗi mình là trắng. Mình là trắng nên là mình không phải làm. Mình không có ý đấy đâu các bạn ơi, nhưng mà mình trắng thật. Ôi giời ơi. Thôi được rồi. Người trắng sẽ giúp các bạn. Ôi, đã thành hình rồi. Ôi, bay chạy. Đâu, ôi đâu. Hãy để tôi. Phải giữ chạy không bay chạy mất. Ui, ấy. Bay chạy. Mọi người ơi, bay chạy rồi. Nào phải giữ đây nè, thấy chưa. Cũng đỡ gió hơn một tí.
Thì bây giờ mình tay mình cũng hơi được nghỉ ngơi rồi. Mình phải dưỡng sức để tí nữa nếu mà có gió thêm thì chạy nó bay mình còn giữ. Không chịu đâu, tao còn chưa đẻ con. Gió ngừng rồi các bạn ạ, đỡ ghê. Ai đó cứu tôi được không? Các bạn ơi, mình kiệt sức rồi. Có ai cứu mình không? Chưa bao giờ mình thấy mình tổn thương như thế. Từ khi trả trình mẹ thì đến giờ mình toàn ngủ ở nhà thôi. Hay quá, người Hùng đến rồi. Này bạn nào, bạn quay cho tớ một tí. Có gì ở đâu mà quay nhỉ, tắt đi. Xinh thiệt, xinh thịt. Rét quá các bạn ơi. Bọn mình vừa dựng xong cái trại. Các bạn xem nhé. Đây. Đấy, trại đây này. Đấy, còn đây là hai bạn đang xinh thịt. Còn đây là view ở bên ngoài. Ngay ở đây có hồ luôn. Đêm nay ngủ mà lên bóp chim. Đây rồi, hai con chó đến rồi mọi người ơi. Lạnh quá. Tạ đồng tay cho tôi. Này, em Hải. Em Hải. Em Hải xin đẹp. Chào các bạn nhé. Đến thì đến muộn, người ta làm lòi le dép như con chó. Mẹ mày không biết nãy à, dựng cái lều này bốn đứa đứng bốn góc giữ bay con mẹ cái lều đi luôn ấy. Bay như diều luôn. Hòa Jackson đang làm mồi lửa nha các bạn. Nhìn mình có nóng bỏng không mọi người? Thằng này thở ra khói là mùa đông lạnh lắm này. Đâu. Thở đi sao? Mí. Chưa. Đấy, thở lại nào. Đi đây. Ô hết rồi. Mày có thể gần quá. Đấy. Đúng. Già mà đúng. Ngon chưa? Đây này các bạn ơi. Này, mình cho các bạn ngắm đồ ăn ngon và trai đẹp nhé. Nào là một bộ mời cả nhà ăn. Mời cả nhà ăn nha. Mời cả nhà ăn sau nha, mọi người ăn sau thôi, đừng ăn kỹ. Mời cả nhà ăn. Đây nem nướng. Còn đây là thịt ba chỉ, mình đã cắn mỡ đi rồi. Thịt kim chi. Không. Em không làm gì được ạ. Đại sư. Đại sư. À, bây giờ mình sẽ thử cho mọi người ăn thịt nha. Đúng rồi. Cách ăn thịt bằng mồm. Em dạy ăn bằng đít đi. Cách nhai thịt bằng răng. Ngon. Mời mọi người nha. Yo. Ngọc. Dọn nhanh lên. Thằng người nhận kia. Dọn nhanh lên. Ăn không? Không ăn. Ăn. Dọn nhanh lên. Em cố lên. Thôi tao đi vào đây, tao nó ấm này. Bye bye nha. Cố lên. Em cố lên. Chào buổi sáng mọi người. Bây giờ là 9:41 rồi. 9:41 rồi. Nhưng mà cho các bạn xem cảnh này nhá. Chiêu chưa? Chiêu chủng các thứ. Ở dưới phố người ta gọi đây view này là view triệu đô. Vậy thì ai mới là người dư giả? Mời mọi người ăn sáng nha, mình đã gội đầu rồi đây. Bết rồi. Xin mời chị đây này. Đây này, không phải chịt. Không có chịt, đây là thịt. Thịt đấy, đũa này. Thịt đây này. Này, mỗi người một bát. Bát này nhìn hấp dẫn thế nhỉ? Trời ơi, ngon mà. Mời mọi người nhìn mình ăn nha. Mời mọi người nhìn chúng mình ăn nha. Mời mọi người nhìn nha. Đấy, đây là chai bao ấy. Đứa đéo nào cũng ra ôm ấp chụp ảnh nhỉ? Biết sao, đây là bia cột trớn. Lương tháng 50 triệu. Lương tháng vì cái lương tháng 50 triệu mà mày bán rẻ chi tiết như thế à? Dạ vâng. Anh ạ. 50 triệu mà. Em làm cả tháng có mấy triệu. Không sao.
chị đây em phải đi cặp kè để kiếm thêm doanh số test nơi rồi. Đấy, em không kiếm doanh số à, ở thôi nhìn anh mặt ơi, em cũng đẹp mà như kiểu các phú bà 60-70 tuổi ấy, em vẫn đi tiếp mà không, bà đấy cũng không thèm em, chỉ có mình là đi quay vlog cho các bạn xem thôi, còn mọi người đi chụp ảnh hết rồi, không ai quay vlog hết. Ở đây mời các bạn ăn nhé, mời các bạn ăn nhé, đây phục vụ các bạn đây. Đây các bạn ơi, bây giờ bọn mình phải đi về rồi, bọn mình phải dọn trải thôi. Đúng rồi, mình có một nhiệm vụ cao cả là đi quay mọi người. Không có gì đâu. Rồi bây giờ phải đi về rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải tạm biệt hai cái con đĩa này để cho hai con đĩa này đi ra Hà Nội. Chào mọi người nhé, mình là trai Hà Nội và gái Hà Nội. Gái Hà Nội. Tụi mình đi chuyển đây. Con phố nè. Boy City Boy, City Big City Boy, Big City Boy. Yeah. Chào các bạn nha. Bye bye. Rồi bye bye. Bye bye. Thôi bây giờ đi về nhá. Chắc nhớ. Bây giờ đi về nhá. Ok, bye bye các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ đi về. Chọc cái mặt cái để cho mọi người thấy sự xinh đẹp này. Ôi trời ơi. Còn nữa này. Trời ơi. Bên dưới kinh lắm. Bye các bạn nha. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Chọc đi về rồi.